Rồi em xin chào quý anh chị cô bác nha. Đó thì dây số Khánh Hòa ngày 11 tháng 10. Đó, ngày 11 tháng 10. À, số đầu tiên là số 99 nha anh chị. Số thứ hai là 71. Đó, số thứ ba là tóm tóm. Và số 16 năm tóm, số 41, số 05 và số 23, đó, số 34, đó, 34. Đây số Đà Nẵng anh vậy, đây là đài Đà Nẵng nè, 50, 64. Đó. Rồi thì hôm nay số không có nhiều nha anh chị. Ngay cái thứ hai, thứ tư, thứ ba rồi đây, thứ sáu rồi đó, số em nó ít lắm. Đó, có Quân Trị rồi nó nhiều thôi, Quân Trị Công Tâm rồi Quân Ngãi rồi nó nhiều thôi. Đó, cái này là 40 vé nha anh chị. 40 vé mà số này em thấy đẹp nè, Đà Nẵng số đẹp nè. 26 264 đây. Rồi. Hôm nay trời nó mưa nguyên một đêm nha anh chị. Giờ này cũng hơi tạnh tạnh rồi. Mới đưa dây số ra chưa có người mua. Đó. Rồi thì cũng như thường lệ. Đó thì anh chị nào muốn lấy số thì Zalo kết bạn với em. Rồi anh chị lấy số trước 5 giờ 20 phút. Đó, còn tốt. Đó. Đó, để em coi 1, 2, 3, 4, 5. Nghĩa là bón được một sắp rồi nha anh chị. Bón được một sắp đầy Khánh Hòa rồi. Đó, còn cái hai số này chưa có ai lấy nè. Đó, xíu này em lấy số này nha anh chị. Thấy số Đà Nẵng ở đây, ở Đà Nẵng là đài phụ. Đài phụ ở quê em Quảng Ngãi, nhưng mà ở Đà Nẵng là đài chính đó nha anh chị. Đó, nhưng mà ở quê em là Khánh Hòa, hôm nay là đài chính nè. Rồi thì hôm nay chỉ số ít cho nên quay cũng nhanh. Cảm ơn quý anh chị đã yêu mến và bỏ thời gian theo dõi video của em. Xin chúc cho quý vị chiều hôm nay được may mắn trúng số. Trúng số lớn nha anh chị, để mình thay đổi cuộc đời vận mệnh. Bón ngoài dưa hè, đây ngoài dưa hè đó nha anh chị. Ở quê em chưa có đô thị bắt ngoài dưa hè. Mình ai cũng bón ngoài dưa hè thì em cũng bón ngoài dưa hè thôi. Đó. Họ cày kiển rồi, nói chung là không có dành cho người đi bộ nha. Ở quê em là người ta ra đường hết, xót lề đường hết nè, em cũng xót lề đường nha anh chị. Chứ cũng là không phải lấn chiếm lề đường gì đâu, mà nói chung là cũng có lấn đó, nhưng mà ai cũng lấn hết thì nhà nước cũng không nói gì. Khu vực của em dễ nha anh chị, chứ không phải như thành phố thì nó khó hơn, như thị trấn nó khó hơn nha anh chị. Em vẫn còn quê cho nên là ai cũng ra đường hết, nên anh chị xem video cũng thông cảm rồi. Nếu mà không đi để ra đường để trong nó khuất là khó bón lắm anh chị. Bộ nhà nước quy định là hãy làm theo thôi. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video sau.